trời ơi, con ơi là con. Má, tại sao vậy? Mày phá trong nhà chưa đủ ra, mày đừng làm gì? Bơm nó đi ra, bơm nó đi ra. Bơm nổ nhà mình thì sao? Nổ nó mà nổ má, con làm cho vui á mà. Vui quá ha. Rồi rồi rồi, sao ra đây đứng bán? Dì ba đâu sao không đứng bán? Dì ba đi chợ rồi, dì ba kêu con coi nhà cho dì ba. Không, mày đừng có xạo. Dì ba đi chợ là luôn luôn nói với má một tiếng. Đằng này mày ra mày kiếm thằng Quý cái chắc. Trời, có rồi má ơi. Thằng Quý nó nằm ở đâu đây nè, thế nào mày cũng đây. Có rồi má ơi. Kìa, thằng Quý kìa, nó nằm. Má tin vô đi, trời ơi. Má con hồi nào giờ mới tin, còn đâu có rồi. Má. Con nằm rồi nè. Má, có sao không? Trời ơi, con với cái nuôi nó xong bây giờ nó xô mình sắp mặt. Mày nha, riết người ta coi không được rồi đó, đi vô nha. Dạ. Má, nhà thằng Quý. Con ở nhà con. Bây giờ mày mất nhận thức nhà nào nhà mày luôn. Con cái gì mà hư đó. Trời ơi. Cái này là tại bà ba không coi nhà mà để cho nó coi nhà. Bà ba đâu rồi? Em nè chị. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng. Dầm mưa dài nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Má, đi đâu sáng giờ? Em ra chợ mua cái chổi lau nhà cho chị nè. Đi mua chổi lau nhà thì mua chạy về cho lẹ, mắc mới thì đi kiểu đó. Em đi bộ mỏi giò lắm, em phải lái cano cho nó đỡ mỏi. Rồi em đỡ mỏi giò chưa? Đỡ, mà mỏi tay. Chị biết sao em mỏi tay rồi. Sao vậy chị? Lái cano phải lái kiểu đó. Chị lái làm sao? Lái cano lái vậy nè. Lấy em coi coi. Lên em. Chị. Sao? Cái này đỡ mỏi nè. Ừ. Mà thấp gì để điểm. Không mà vui. Phải nhảy lên nha. Lên. Giống xuồng máy quá vậy. Đi xuồng máy là hồi xưa em nhớ không biết ba. Chị lái, em hả? Đúng rồi, đi nè. Nghe em hát câu dân ca sông vườn hà. Lòng anh tiếng qua. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa. Nhớ xa, nhớ xa, nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa. Nghe hò nhau tình quê hai đứa. Lái! Người ma non hương tâm em biết bao kỷ niệm. Anh ơi, má đi rồi, ra đi. Kêu không ra, gõ cửa mới ra. Cốc, cốc, cốc. Gõ cửa trái tim, dám em bước vào. Dù tình xót xa, chung thân quyệt đào. Ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh xao. Nhưng anh vẫn hàng sớm ơi. Dùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh. Tháng ngày sống riêng một mình, nhà cạnh bên em. Ôi, sống anh hết hồn à. Má đã không cho mình quen nhau rồi, bây giờ má đi rồi, tranh thủ làm được gì làm đi anh. Ờ ha. Anh nhớ anh quá à. Anh cũng nhớ em nữa. Anh khỏe không? Anh khỏe. Em khỏe không? Em khỏe. Vậy đi. Anh ơi má. Anh trốn rồi. Trời ơi má đi rồi, ra đi. Anh nhớ em quá trời ơi. Kẹo của em đâu? Biết mà. Nè. Sao có chút chéo vậy? Đừng có lo. Đây là kẹo anh bán cho người ta thôi. Còn kẹo anh tặng em thì nó phải dài hơn như dây nè. Đó. Em thấy không? Nó dài vậy đó. Anh muốn nó giống như tình yêu của hai đứa mình vậy đó. Kéo dài. Dài mãi luôn. Nhưng mà cái kẹo á thì càng kéo nó càng dài, rồi thì nó cũng sẽ gãy thôi. Em sợ á, tình yêu của mình á, nó gãy như cái kẹo này thì phải làm sao á anh. Trời đất ơi, đừng có lo. Đã có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm, anh sẽ lo cho em hết. Em thích cái gì anh mua cho em hết luôn. Bởi vì sao? Bởi vì anh nghèo mà. Thiệt. Chính vì cái nghèo đó má không cho lấy đó anh. Ủa vậy hả? Thôi đừng có nhắc cái chuyện đó nữa, buồn lắm. Ăn kẹo đi. Sao? Ngọt không? Ngọt. Anh không tin. Ai cho tụi bay chơi cắn kẹo với nhau vậy? Ủa? Người qua xa là vui. Nhà chàng tình gái ai cũng cười.
chị không thích hả? Không thích. Xuống đi má. Chị ba, chị tỉnh đi chị ba. Hết tưởng tượng. Chị coi kìa, tại chị hết tại chị. Bây giờ tụi nó ôm nhau, nó kia ôm nhau. Chị làm gì đi, tôi không biết, chị xử lý nó đi. Để em. Chị làm gì vậy? Em vẽ bùa vẽ ngã cho nó xa nhau. Trời ơi chị ơi, chị làm gì vậy? Chị vẽ cách mấy tụi nó không có dứt ra đâu. Bây giờ tôi không muốn thấy cảnh này nữa. Để em. Gì nữa? Em vẽ ngã cho chị chết. Chết nè, chết nè. Bây giờ chị làm sao? Thì chị nói không muốn thấy cảnh này nữa thì chị có chết mà không thấy thôi. Chị ơi, chị nhìn đi. Ai? Thằng Quý, Quý nghèo sơ nghèo sát sao đứng với con trà nhà mình được? Dạ bác ơi bác, mặc dù con nghèo thiệt nhưng mà con bồi được một cái. Cái gì? Đẹp trai, đẹp trai. Nó đẹp thiệt bà. Rồi đẹp có ăn được không? Ăn được sao không ăn, xấu có ăn được đó chị đẹp. Cái gì mình cũng muốn ăn hết, con trai là thấy tôm tướp liền à. Tôm tướp chứ xong tôm tướp. Mình ngon mình ăn nó đi. Ăn cho mình thèm hả? Thèm này mình nghe nước miếng mà chảy đồng đồng kìa. Áo bự kìa bà. Trời đất ơi, kể tôi chứ, mình ngon mình ăn, mang vô cái buồn ăn đi. Bà trai của mà. Ủa mắc cười quá, mở treo miệng mèo bị không thèm. Dạ, dì ba dì hai ơi, mặc dù là bây giờ con nghèo thiệt, nhưng mà 1-2 năm nữa thôi, con ráng đi làm ăn kiếm tiền, con có tiền rồi con về con lo cho em trà được mà. Chắc 1-2 năm không? Thì 2-3 năm. 2-3 năm? 3-4 năm. 3-4 năm? 7-8 năm gì đó. 7-8 năm! Mày lo cho con trà tao tới 7-8 năm sao mới lo được? Trời ơi, mày vừa phải thôi chứ, cái tao cần là ngay bây giờ mày phải lo được cho con trà. Còn không lo được cho con trà thì phải lo được cho mẹ của con trà. Chị có bị gì đâu bắt tao lo. Má quá đâu. Cái gì vậy? Ai kiếm gì vậy chị hai? Thằng Giang đầu quắn, chị mượn tiền nó. Mượn bao nhiêu? 50. Để em trả cho. 50 triệu. Trời. Ê, chị ba. Hả? Trời ơi, có gì đâu, sợ. Đứng đây đi, có con ở đây mà. Sợ gì hả? Sợ hả? Ba quá. Ai đây? Tao là đòi nợ mày. Đòi nợ hả? Ừ. Dì qua nợ mày nhiêu? 50 triệu mày. Đây là em dì qua, có gì tự xử lý đi nha. Anh ơi, nãy giờ em bị lé chứ không phải em liếc anh đâu nha anh. Mà qua đâu? Ở đây nhiều qua lắm, anh muốn kiếm qua nào? Qua Lan, qua Cúc, qua Phượng, qua Lài, qua 10 giờ hay anh muốn qua đời? Nhấn mặt hả mày? Tao kiếm mà qua qua. Qua qua là kia qua qua hả anh? Ờ à, không, qua ga, qua ga, qua ga. Có cái tên để đòi nợ mà cũng dấp nữa. Qua ga phải không? Ừ. Chỉ qua đời rồi. Còn bà là cái gì của bà? Em ruột. Nợ nó cứng qua cho cô. Còn sống nhăn răng luôn á. Đã trả nợ rồi mà đấy. Giỡn mặt không ai? Bà đâu? Hôm nay phải có 50 triệu cho tao nghe chưa? Trời anh ơi, anh cho như nhận lãi, anh giàu mà, tiếc chi 50 triệu cho xíu. Giàu là hồi xưa thôi, bây giờ tao nghèo dữ lắm rồi. Tao phải thổi bong bóng để tao mưu sinh kiếm thêm, mày biết không? Thổi bong bóng? Ừ. Mưu sinh? Ừ. Thổi bong bóng nghèo phải rồi. Đàn ông con trai mới lớn á, muốn lập nghiệp, muốn giàu đó, phải thổi kèn. Thổi kèn? Ừ. Là sao mày? Anh tuổi gì? Tuổi Tuất. Tuổi Tuất, Tuất lặn chó, con chó mắc hay đổ gèn, phải thổi kèn. Thổi kèn thổi sao? Em chỉ cho anh. Có kèn không? Có sao không? Đó nè. Cái gì ba, kèn đồ chơi mà thổi vậy? Anh khi dễ nó quá, mình tập cái gì cũng phải tập được cái nhỏ tới cái lớn cho bớt bỡ ngỡ, hiểu không? Kèn đồ chơi, nhưng mà em thổi ra bài duyên phận đó. Phải không? Đâu thổi cho tôi nghe coi nè. 2, 3. Đó, mình hay thổi. Quá cô ơi, cái kèn này tao tịch thu nha. Gì kỳ vậy anh? Một tiếng đồng hồ nữa tao mà không thấy tiền, cái kèn này tao lấy tao thổi đám ma nhà mày. Đi. Chết rồi. Dì ba, tụi nó đâu? Tụi nó đâu? Còn đứng đây không? Chơi khô máu nè. Tụi nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Trời trời, chủ shop mặt nạ là mày đó. Mày bao nhiêu mặt lật à. Lấy mày chạy về đó đã đánh ta. Nè, bởi tao tánh tình mày vậy mà hèn nhát mà trốn tránh vậy đó. Chị hai không cho mày lấy con trà là phải rồi. Suốt đời không được lấy con trà nha mày. Dì ba ơi, con xuống trà thiệt mà dì ba. Dì ba ơi, dì ba không tin con hả? Con thề với trời đất, nếu như mà con không lấy được trà, con sẽ không cho ai lấy trà hết. Mày ngon mày cản tôi coi.
Ai đây? Lady and gentlemen, I am a Xuân Tiến. Put your hands up. Mày nhảy lót chót vô đây làm gì đây? Ê, vô đây tao kiếm trà mày. Cái gì? Mày kiếm trà làm gì? Để cứ hỏi vợ. Hỏi vợ? Mày cưới trà? Đúng. Mày có gì mà đòi cưới trà? Có gì là quyền của tao, mày xê ra mày. Tao không xê á. Xê ra. Không xê á. Xê. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Xê ra mày. Tao không xê á. Xê. Mày đứng mày coi kịch hả? Ai nhầm? Không có tiền trả nợ đừng có đòi nữa. Có vàng. Hey, cha. Đám cưới đi. Dọn đồ đám cưới tụi mày ơi. Đám cưới tụi mày ơi. Nhanh lên cưới. Thôi mời nhà trai vô. Mời nhà trai vô. Dạ. Thôi chị ơi. Em trai con vừa đáp chuyến bay cao tốc về Việt Nam. Ê. Ba gì ba cao tốc? Cao tốc là đường cao tốc. Máy bay là máy bay cấp tốc. Thôi mà. Dạ. Nó về tới nơi nè. Mời vô. Vô. Trời ơi, sao nóng quá đi. Nóng đi, nóng quá đi, đi nè nóng. Ở đây là xứ nóng. Mặc áo cho dườm già. Không nóng cũng là nghiêng. Dạ, con xin lỗi. Con về trễ tại con mới bay từ Lào về nên con tới trễ. Lào? Dạ. Lào là kế Việt Nam phải không con? Dạ, Lào Cai. Ê bé. Dạ. Chị mới bên Cam, chị về á. Campuchia. Cam Ranh á. Tính ra mình gần nhất ở Nhật. Nhật Bản hả? Nhật Tảo. Trời ơi, vui dữ ta, gia đình này vui dữ nè. Nè, dạ. Sao con gặp được con Trà nhà bác? Dạ, con học chung với em Trà từ lớp 1 tới lớp 12, rồi con đi du học. Ừ. Rồi nè, mời con ngồi. Dạ, anh con ngồi rồi, thôi để con đứng hầu chuyện hai con. Dạ, dễ phép quá, bác thích, tôi chịu. Vậy cho bác hỏi, con tên gì? Dạ, con tên Thanh. Anh Thanh! Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 30. 30! Chị? Hỏi quá trời hỏi, người ta biết trả lời giùm đánh cũng ngộ à nghiêng. Ồ chị quá, bây giờ chị biết cha chị hỏi luôn đi. Qua đêm hỏi cho. Sao đó? Ngồi đi con. Hỏi cho đàng hoàng nha. Dạ. 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 Con giới thiệu về hoàn cảnh gia đình đi. Dạ. Con với anh con á không may mắn sinh ra trong một gia đình mà có cha nhưng mà có mẹ luôn. Có cha nhưng mà có mẹ luôn cũng bất hạnh nè nghe. Nói chung á là hôm nay con tới đây là con muốn hỏi cưới em Trà. Có tiền là cưới được hết nè nghe. Dạ hai cô yên tâm, con có chuẩn bị hết rồi anh hai. Tết tới là Tết con gì? Con chó. Dạ con chó. Ủa sao cô chửi con? Cô đâu chửi đâu, cô nói bình thường mà. Con chơi. Sao cô chửi con? Nó nói đó bình thường có chửi. Con chơi. Đừng có hỏi nữa. Hỏi một hồi mà chửi mày nữa đó. Dạ con... Mang con chó. Được. Đây là con chó bằng vàng 4 số 9 nặng 15kg. Đây là quà cưới của con cho em Trà. Trời ơi, Trà ơi, cưới chào. Cưới con ơi, khoan đã. Mọi chuyện hãy để Daddy lo. Người ta nhảy dần, không nói tiếng nào cũng lạ nghiêng. Dạ, cho con xin lỗi. Dạ, con xin được giới thiệu. Đây là cha của con. Chị tiếp chuyện anh Xui đi chị. Anh Xui đúng không? Dạ. Anh Xui ơi. Alo. Hàn đi bút chì gửi ra Hàn gửi. Hàn đi bút chì gửi ra Hàn gửi. Nói lại một cái được không?
아니요, 한디 부치그리라 한글이, 한디 부치그리라 한글이. Nói tiếng nước ngoài quá trời câu, mà câu nào cũng nghe toàn cứ đi cũng lạ nghe. Dạ, dạ, tại vì cha con là người Việt nhưng mà lại sinh sống và làm việc ở bên Hàn Quốc nên nói tiếng Nhật Bản rất là hay. Hàn Quốc? Dạ không, nói tiếng Hàn Quốc rất là hay. Ông anh ơi, chào tôi thử tiếng coi. Hàn Quốc đi. Adonso. Ôi trời ơi. Xin chào. Adonso. Adon răng hố. Mày đi rồi hả mày? Trời trời, ai hô sẵn cho mày chửi tao vậy? Dạ. Dì bình tĩnh. Ủa? Dạ. Quý. Dạ. Ba con hả? Dạ. Trời đất ơi, trước giờ ở kế nhà gì mà gì không biết ta? Ừ. Dạ. Trời ơi. Tại vì bao nhiêu lâu nay con đã che giấu thân phận. Cho ba giới thiệu tên. Dạ. Ôi trời. Ông anh tên gì? Tôi tên Hon. Dạ. Hon. Lim Min Hon. Không phải. Bắc Kim Hon. Không phải luôn. Han Chun Hon. Càng không phải. Chứ cái gì Hon? Khủng long tí Hon. Dạ thưa hai bác, bao nhiêu năm nay con che giấu thân phận này. Trời trời, làm những người nổi tiếng che giấu thân phận. Làm như nó là vua chúa vậy mà. Dạ, tại vì gia đình con rất là giàu, nhưng mà con không muốn mọi người nói thằng này sống ỷ lại vào người khác, nên con đã tự lực cánh sinh, tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Con có dũng mãnh hay không? Ngu. Ngu là đúng. Tại sao con có một người cha giàu như vậy mà con không nói cho mọi người biết? Dạ. Lấy vợ đơn giản thôi mà. Dạ. Con nhỏ con muốn lấy tên gì? Dạ tên Trà. Trà Quý. Dạ. Chị quá, không cho lấy đúng rồi. Không cho lấy đi. Nhưng mà ở đây tôi có tiền. Này ông anh. Cái gì? Ông anh có tiền ư? Ông anh có thấy con chó vàng của tôi đâu? 15 ký vàng để tặng cho em Trà đó. Ông anh có gì nè? Tụi bay đem vào. Pull out your dog sound. Pull out your dog sound. Em tụi dữ vậy. Ông anh. Ông anh biết sự khác nhau giữa ông anh và ngôi nhà là gì không? Là gì? Ông anh không có cửa đó. Công nhận câu này ý nghĩa nhân văn à nghe. Đúng rồi, tôi thấy con chó này nhỏ hơn con chó bên này nghe. Trời nè, nếu muốn con chó lớn hơn tôi vẫn có thể làm được. Đúng trời vậy. Ơi, nói chung là kẻ chính là người 10 cân thì làm sao mà đo được. Kẻ ta chính là người nửa cân bà. Ê, tôi không có học, chị ba biết, chị ba chỉ tôi đó. Thôi nè, bây giờ hai bên đều già như nhau. Em có cách này nè chị hai. Cách gì? Bây giờ cho hai bên đấu với nhau đi. Bên nào hát được nhiều bài bolero nhất, bên đó được quyền cưới con Trà. Hay lắm. Ê, để em vô em thuyết phục con Trà nghe. Rồi rồi, để tôi. Từ đây tới cuối, không có ga nữa, bảo trọng mà nghe. Rồi rồi, bây giờ là phần thi đấu giữa hai đại gia bắt đầu. Anh sẽ vì em làm thơ tình an, anh sẽ đưa mây kết thành lâu đài, kết thành lâu đài, đợi chiều buồn đêm chẳng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thôi là hết em đi đường em. Thôi là hết em đi đường em. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng xa xôi. Nhắc làm gì chuyện năm xưa. Cho tim thêm ngẩn ngơ. Em mới suốt đêm thao thức vì em. Vì lời giã từ lúc em trở về. Từ mai đây em lại đến. Đến lúc quyền chọn một đời. Là mình luôn luôn có đôi. Mùa thu lá bay em đã đi rồi. Mùa thu lá bay em đã đi rồi. Vỡ tan ôi bao giấc mộng lửa đôi. Vỡ tan ôi bao giấc mộng lửa đôi. Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau. Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau. Hẹn em kiếp sau ta tìm thấy nhau. Hẹn em kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Ôm mê ly. Mê ly đời ta. Everybody say. Ôm mê ly đời sống với cây đàn. Tình hình tan dạo phim rồi ca vang. Chiều đêm em nhìn phía xa mây vàng. Dù lòng ta dạo khúc ca với đàn. Một chiều mưa ha ha vang mưa rơi. Dù chúng ta mưa đám cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui.
50 triệu. 50 triệu đơn giản thôi mà. Từ từ. Mày kêu ba lên đây giả người giàu thôi chứ mày không có, nó phải đem theo tiền. 50 triệu lớn quá tiền đâu được. Người con cũng đâu có tiền đâu, cha cũng không có luôn hả? Rồi sao có trả tiền tôi đâu? Tôi... Ê, ê, mấy người làm gì? Ê, nè, ông Thái. Ông thiếu tiền tôi mấy năm trời không trả, bây giờ lớn lên đây trả nợ tôi đúng không? Không có. Tôi ở dưới quê tôi lên thăm trai tôi nhớ nó quá, tôi chưa có tiền, còn để từ từ tôi trả được không? Giận mặt hả? Thất nợ nữa hả? Anh Giang anh lộn đó, cái này ông xui của tôi, ông giàu lắm. Giàu con khỉ, ông thiếu tôi 10 triệu mà mấy năm không trả kìa. Trời đất ơi 10 triệu gì, yên tâm 10 triệu thôi mà, có con chó vàng bự trong kia kìa. Bà nói con chó ngoại à? Con chó bằng mút. Giận mặt hả? Giờ nghèo quá không có tiền làm, chứ lừa đảo hả mày? Không. Hả? Không, tôi không có lừa đảo. Lừa đảo hả mày? Nè, đứng mặt hỏi. Nè, đứng mặt hỏi. Ổng là 10 triệu cái gương của bà á, còn bà 50 triệu trả cho tôi. Tiền đâu? Tiền đâu? Tao trả. Dạ 50 triệu, còn cái này là cho thêm. Dạ. Để yên cho nhà vợ tao. Dạ dạ em biết rồi. Còn mày 10 triệu đó đâu mày? À, tiền đó đâu? Anh ơi, từ từ trả. Từ từ mày. Tôi Tôi muốn tiền đúng không? Đây, tiền đây. Đúng mà, chắc chắn là đủ mà. Tụi bay đếm nhiêu đó, chừng nào đủ cho trả cho tao 10 triệu. Người ta trả cho tao rồi. Trả lại người ta. Tao không cần. Sĩ diện hả mày? Nghe mày đặt sĩ diện hả mày? Ba mày thiếu tao 10 triệu mà mấy năm không trả, bây giờ có người trả mày đặt sĩ diện hả mày? Cậu bình tĩnh cậu. Sao? Con trai tôi nó nhỏ nó không biết. Được, coi như là bây giờ tôi với cậu không còn nợ nần gì nữa nha. Tôi hết nợ với cậu rồi. Cậu ơi, cậu, tôi lại cậu, tôi cảm ơn cậu. Tôi hết nợ nần rồi, đừng kiếm tôi nữa nha cậu. Nè, mày chừa cái mặt tao ra đi chưa mày? Dạ, dạ, cảm ơn. Bớt đi lừa đảo rồi chưa? Dạ. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi cảm ơn cậu, tôi đổi ơn cậu nhiều lắm. Tôi ráng, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi trả lại cho cậu nha cậu. Bác không phải trả tiền cho tôi đâu. Bác chỉ cần nói với con trai bác á, tránh xa Trà Ra. Mày nói cái gì? Mày nói tránh xa Trà hả? Quay lại! Mày nói! Quay! Mày muốn gì? Hả? Mày muốn gì? Nhục không chết! Nhưng mà nghèo thì chết đó. Hãy là tham phú vụ bần gì cả, nhưng con hãy hiểu cho bác. Phận làm cha làm mẹ như bác, chỉ muốn con gái mình được hạnh phúc, được no đủ. Anh Thanh đủ sức lo cho con Trà, còn con thì không. Tình yêu lúc đầu thì chân thành, nhưng càng về sau còn nhiều cái phải lo lắm con. Con thương bác, con thương con Trà, thì hãy quên nó nha con. Ngày